Hai, chào nhà nha. Nay dắt nguyên cái hạm đội luôn cả nhà. Đi qua báo anh Lương ngố cả nhà ơi. Sáng có rủ anh Thuận nữa mà anh Thuận đi công chuyện chưa vậy nha. Nay đi qua đây cho anh Lương ngố cả nhà. Là mai bà Linh cho anh Lương ngố cả nhà. Sống cho bà nói vậy. Trời đất ơi là trời. Nay đem đồ chơi qua cho anh Lương cả nhà. Trời xịn lắm á. Coi có tên tuổi gì trong này không mà quen. Trời ơi. Luôn. Hello anh Lương. Hình nhà quen quen. Quen không á? Quen. Nhìn quen. Quen. Có vô lần nào chứ ha? Vô vô nhưng mà thấy cái quay. Có nè. Quen nhỏ rồi. Nay dẫn cái nhà lên thăm anh Lương. Dạ, đi đâu đông quá hai cha. Giờ qua kiếm anh nè. Bữa giờ anh kêu buồn quá, anh dắt bà này qua mai cho anh nè. Thôi đi ngồi nè. Ngồi đi, con bà Linh lại đánh nhạc cho bà Linh hát bản rồi. Con biết đánh đâu con. Mà chơi. Bữa anh Lương có nói là buồn quá, nay em dắt bà ế này qua làm ba chân là được không? Nay giờ tao giọng mũi rồi, coi đẹp không? Hát hoài cho nó buồn. Đó, anh kêu bố qua kêu thăm anh Lương kêu con gái gặp bà ngày đó, nay dắt chết châu coi. Dắt hai ba bà luôn rồi. Chị á, chị đó nha, đừng bậy bạ mày. Chết châu cái Lương ơi. Chụp cái hình ơi. Làm gì mày né vậy? Nên Lương đỡ hả? Này có da có thịt xíu rồi đó. Ừ. Bữa vô thấy ốm á. Bữa để tóc dài dài, cô chú kêu sao bữa lên thằng quay sao mọc quá, bữa cắt tóc sao. Ủa bữa nó thấy mày mọc lắm mà sao lên mày ốm. Tại cái tóc. Hôm bữa qua thằng cũng vậy. Tao kêu xuống thằng Lương. Nó mập như con heo vậy. Sao cắt tóc sao ủa mấy cô chú kêu ủa bữa mới thấy mày mập lắm mà sao mày ốm nhắc à, kêu chắc đẹp kiểu tóc nó như vậy. Cái nhìn cái mặt nó. Cắt lên thấy ốm rồi. Cắt lên nhìn cái mặt nó dài. Mà cũng mập hơn chưa rồi. Đỡ hơn. Đỡ hơn chưa rồi. Trước ốm ốm mà vàng nữa. Nay cũng đỡ rồi. Hôm nay buồn quá kiếm vợ đi con. Dạ. Ở đâu đỡ có gì con? Nè, trời ơi chắc ai. Chắc ai cái tao tới. Đập cái chết quá. Đừng có nhà này mát ha. Mát. Trong này buồn buồn đẻ. Đẻ thả luôn. Đẻ thả luôn. Đẻ hết trứng luôn. Đụng đẻ đụng đẻ. Nhận nhà đi nghỉ mát. Vô ở nhà kêu. À, khổ quá, muốn sướng không? Sướng lên giường, sướng có đẻ luôn. Này là có bưởi bán Tết luôn. Bưởi Tết hả? Quà Tết á. Sao thấy dài dài nhiều nó quá. Nó nhiều đây, nhiều đây. Cũng có bưởi Tết nhưng mà nó có. Còn thấy cái nào đấy quá. Mà giờ nhìn mấy cái vô. Da xanh không á luôn. Dạ, da xanh. Vô luôn. Bên này cưa hết rồi nè. Mới dặm lại được, đâu có cây gì đâu. Trời, giờ nó đỡ, đợt trước vô nhìn nó si ha. Vàng hết luôn. Dạng theo con luôn giờ nữa. Đúng mình chủ tươi lên nó cũng tươi lên theo à. Dạ ở trong này nó không có nghe tiếng xe ồn. Yên tĩnh rồi. Có giờ nó nghe nhưng mà nó đỡ hơn. Không sát được. Không xa được. Ở đây có mình kiếm con vợ nó là cũng chú nhỏ nó dạo hoài trời. Này nàng phải kiếm chục đứa chứ đứa đâu có làm hết gì nữa. Kiếm vừa nào là lo kiếm kiếm chục đứa. Đứa vợ gì kêu vợ làm. Này phải kiếm chục đứa thôi. Đó em chắc bà nó. Bắt gì là nghỉ cho mẹ luôn hay gì? Nè đây nè. Chục đứa là nghỉ cho bà luôn. Thì người phụ gốc là hết rồi đó. Ngày một. Thay vì làm 10 ngày nay làm ngày một xong. Bây giờ cưới vợ vậy em con cho 5 công rồi đó. Giao ở làm sao nó làm á. Tôi chỉ ở nhà tôi thu thôi đó. Cái bưởi đã rồi. Mát trái rồi. Bự mà lâu lắm rồi. Me cái bưởi rồi đó. Đó dắt qua là mai cho anh đó. Được thì hốt liền đi nha. Để trễ trễ cũng còn yên nguyên á. Không ai hốt về là đụng đẻ đụng đẻ á. Này mát à. Mà mưa tạt. Vừa mưa nó dính tạt lâu vậy. Dắt vì nó tạt. Trùng bít quá thì nó nóng. Không thấy trùng này là con này đẹp hết. Cái kiển. Mẹ Hương khen rồi đó. Ngoài thế nào ra cũng mặc cây. Nở hết à. Ngoài kia cũng nở hết luôn rồi. Nay chắc năm nay năm nhuận sao nó nở quá nữa.
Ồ, nay lên mấy cái bột đẹp hơn luôn hả? Đổ quá trời đổ luôn. Mua cát chè đổ. Thấy lưng chơi kiển giờ ai như ông chơi lan. Ban chơi lan ghê lắm. Ngang mà ginh lên là có một cục chiếc. Lan treo đầy đó, nè, bên này có nữa chứ. Thấy lan không? Lan có bông luôn rồi. Lan thì có chồng hết rồi. Lan có chồng hết rồi. Đẹp quá trời đẹp. Đẹp ra cái lan nó đẹp á. Rồi, mất lan rồi. Giờ con đi khám luôn, bằng mấy tháng đi khám lần. Tầm mùa 10 anh đi. Mùa 10 Tết đó hả? Mùa 10 âm. Vậy là bữa nay mùa mấy nhiêu? Mùa 3, mùa 4. À vậy là trước Tết. 3 tháng rồi đi. Mùa Tết xong mới đi. Ông đi trước Tết. Mùa 10 nay mùa 3, mùa 4. Trước Tết. Còn mấy bữa nữa đi nay nữa. Trong Tết. Trước Tết không chịu. Trong Tết mới chịu. Đi lên dạo này là ông mới chỉ bớt lắc đầu phải không? Trước lên mình nhìn nghe ăn được lắc đầu. Giờ cũng ở nói chung tháng nào phải đi kiểm tra gan, bị gan hay là bị gì sơ gan nó chuyển sang bướu không bướu hồi trước khi sắp đi lên rừng ở đồn gan dạ lên trên đó không ai cứu mấy chợ gì không mấy ngày đang đợi ông thầy ông gửi thuốc lên gửi thuốc lại thuốc một cái hà mua có thì anh gửi cho mình nhưng mà mình trả cho tiền công mình trả tiền công với ai lấy không được có cử gì nữa luôn kiêng mấy cái đồ mà kiêng thường xuyên á bị đi giờ kiêng ăn gì kiêng ăn gì nhiều dầu mặn nói chung là gia vị niêm bạc bạc là xíu nóng cay nóng hay là cái nào mà mắm mà mình ủ nhất là mấy cái đồ mà ủ kiểu như để cho gan nó bớt lòng thôi á cái đó nó dễ gây ung thư này cái đó vậy là bị thịt gà rồi mình ăn bình thường dạ lâu lâu ăn cũng hạn chế à kiêng gì hả nói chung là mình kiêng được thì mình mau khỏi chứ nó không có gì hết mình kiêng thì cái gì cũng kiêng hết rồi ăn cái gì ăn tương dạ, ăn ít thôi ít lại thôi ăn đắt ăn đi nào hết rồi cưới vợ luôn lâu lâu ăn thôi gặp như mình cái miệng ăn thành sạch như mình cái miệng ăn là thành sạch kêu kiêng vậy chắc chết xuống luôn ăn cũng chết rồi có nhiều tiền uống thuốc mày ai tiền đâu có vợ món từ từ có gì đâu thì em gả cho bả luôn á em gả bà đó bà ấy phi luôn hả bò cho thêm hai đứa con bò đó thêm hai đứa ai đứa con đấy còn chuyện luôn nó hồi tiễn dông là nó nói cái này cũng mấy ngày nó nắng quá chuyến này ra nắng đẹp hơn không Yến nắng quá nắng quá chịu không nổi nắng quá nắng mấy ngày mưa anh luôn hả? Hả? Xíu về mình lấy cây gì? Quánh mày sặc máu. Cây này mới đẹp nè. Đẹp quá à, kiển à. Mẹ thích đẹp. Không? Tặng mẹ ăn cây á, mẹ lấy đi. Của anh luôn mà kia tặng. Người ta chơi kiển này chơi, còn ông chơi kiển gì đâu. Ba em chơi kiển cũng ghê lắm. Cũng uống cây ghê lắm mà khu queo à. Để ra bộ khu queo chết luôn rồi. Nở hết rồi. Nè nhìn là biết sắp tới mùa xuân rồi phải không? Thì ghép hả luôn. Dạ ghép. Sao chứ con? Ghép mai. Ghép mai mốt. Cái nhánh nhỏ. Cái gốc gì ta? Cho nó mát, đừng có ấy ra. Nó nắng phơi nó khô hết. Thấy xuân đã về đó. Xuân đã về, này sắp qua mùa xuân luôn. Ủa Lương làm gì có bán không anh Lương? Không, chồng chơi không à. Trời, chồng chơi mà đẹp vậy hả? Chơi này cái nào mà. Hồi xưa anh chồng chắc mười mấy năm rồi. Tại giờ bệnh cái gì chăm lại với lại ươm lại mấy cây này nè. Cái con này. Mai ngoài nhóc ngoài. Dạ. Mai mà mình nó phải mọc nó gãy á. Mai của người ta là nó cong cong vậy. Còn mai cái vậy ba em chơi là thẳng chứ. Thẳng giống cây dừa luôn. Nó gãy không? Mà, nó mọc ở ngoài gãy mà. Mọc ở trên đá luôn không à. Cái này đẹp ha. Cái này ghép con ghép không à ghép với lại có mấy cây còn mấy ông anh ngày bông nó bẻ kẽm nó tại nhà không mấy ông anh kêu phụ chăm sóc dùng thêm đẹp quá thơm cái này bao nhiêu cánh này cái này gọi siêu bông Sài Gòn đủ loại mai hết luôn cái này bạch mai mai bông màu trắng ủa chưa tới Tết mà nó ra hết trơn rồi nay dạ. Qua Tết rồi. Qua Tết rồi. Tết không tính nhận thì Tết gì đó. Nếu nhận là tháng này tháng riêng rồi. Cánh đẹp chứ, đẹp là cánh đẹp mà. Cánh đẹp. Cái đó đa phúc. Tiếp. Ok nha. Bây giờ qua thăm anh Lương tí nha.
Nay Hai Ca với anh Lương có hẹn hai anh em đi đi đường. Hẹn 8 tháng trước là giờ không được đi. Tại lúc trước mẹ khỏe hơn chút đi. Nhưng mà đợi anh Lương khỏe nha. Thì có mua lưới qua. Thôi cả nhà cùng phóng tiếp cái video này nha. Bye bye nha.